Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày đầu tiên của tháng 9 tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ hai của tháng 9 rồi Và trước hết đó, chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là giá của BTC Thì các bạn có thể đã thấy là có một câu mà thôi Đó chính là khá là nhàm chán Trong vòng mấy ngày hôm qua chúng ta thấy được là từ thời điểm Là ngày 26 tháng 8 tới bây giờ đó là giá của BTC Thì cũng xoay quanh cái mức là khoảng 20.000 mà thôi Có khi lên một chút thì xuống một chút Nhưng mà không có động tĩnh gì gọi là lớn trong vòng là mấy ngày qua và chúng ta có thể nhìn cả thị trường crypto đây thì cũng tương tự chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC so với ngày hôm qua đó thì giá bây giờ cũng tương tự mà thôi Ethereum nên thì tăng một chút tăng khoảng 1,4% và những năm khác đó thì cũng tăng khoảng chừng 1 tới 2% mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa của cả thị trường đó so với lời giờ này ngày hôm qua thì cũng không khác nhiều. Các bạn thấy được là tăng 0.9 mà thôi. Có một điều mà chúng ta thấy là hôm nay đã bước qua tháng 9 rồi Thì nếu các bạn tính cái mức mà cao của cuối năm ngoái đó cho là tháng 11 đi Thì cho tới thì bây giờ đó chúng ta đã trong cái đợt downtrend này đó tổng cộng là 9 tháng rồi Và 9 tháng qua đó là một thời gian là không ngắn và cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ kênh và theo dõi kênh Thuận Capital. Nhưng mà có một số bạn hỏi Thuận là trong cái đợt đi xuống này đó, Thuận có thấy cái mùa này khác gì so với là những cái đợt đi xuống trước đây hay không? Thì có một điều rất là khác là Thuận nhận ra được đó chính là phần trăm vốn hóa của BTC. Để các bạn hiểu rõ hơn đó, chúng ta trở lại dòng thời gian đi thì các bạn sẽ thấy được là đây là cái tài liệu đến từ Core Market Cap và cái đường mà màu cam trên màn hình đó đây là đại diện cho cái phần trăm vốn hóa của BTC trên thị trường thì các bạn sẽ thấy là chúng ta bắt đầu đó là thấy là cái phần trăm vốn hóa của BTC tăng lên năm 2017 đó cho đến thời điểm nào cho đến thời điểm là khoảng chừng ngày 9 tháng 12 lúc đó là phần trăm của BTC trên thị trường là 60,87% phần trăm các bạn có thể thấy được là cái phần trăm này đã rất là cao luôn rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC đó tuy uh, là vẫn giữ mức cao nhưng mà chúng ta lại thấy được là một cái đợt tăng trưởng đến từ Allcoin mãi cho đến là giữa tháng 1 năm 2018 thì thời điểm đó là chuyện gì xảy ra chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm vốn hóa của BTC đó thì uh, lại đi ngược trở xuống tới cái mức thấp đó là khoảng chừng giữa tháng 1 là 32% mà thôi năm 2018 nhưng mà đó cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu mùa đông crypto trải dài 2 năm cho đến theo thuận là tới uh, cuối năm 2019 thì thời điểm đó đó chuyện gì xảy ra với lại phần trăm vốn hóa của BTC thì chúng ta đã thấy được là Bitcoin đó phần trăm vốn hóa lại tăng ngược trở lên và tăng cho tới cái mức cao đó là tháng 1 của năm 2021. À, lúc đó đó là phần trăm vốn hóa của BTC là 71.89%. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là có một số đợt phần trăm vốn hóa cũng đã đi ngược trở xuống chứ còn có khoảng 57% mà thôi. Nhưng mà nhìn chung đó chúng ta vẫn thấy được là từ năm 2018 rồi 19 rồi năm 2020 phần trăm vốn hóa của BTC đó sau khi mà tăng lên rồi lại giữ mức cao là 50 mấy, sáu phần trăm liên tục trong một thời gian dài. Tại vì sao? Tại vì đây là cái thời điểm mà mùa đông crypto năm 2018. Khi mà thị trường không ổn đó thì nhiều người vẫn đẩy tiền ngược về BTC tại vì họ nghĩ là Bitcoin là cái lựa chọn an toàn nếu như mà họ muốn hold đồ dài hạn à, trong cái thời điểm mà thị trường không tốt Nhưng mà cái đợt này đó khác một chỗ là gì? Cái đợt này khác một chỗ đó là chúng ta thấy được là cái đỉnh của phần trăm BTC đó là tháng 1 năm 2021 lên tới 71.89% rồi sau đó đó lại tục mạnh xuống. Lúc đó là cái lúc mà các bạn thấy được là Allcoin đó tăng trưởng mạnh từ tháng 1 cho đến tháng 5 của năm 2021 chúng ta được là lúc đó đó BTC xuống chỉ còn có 40% mà thôi nhưng mà sau đó đó thì BTC lại giữ cái phần trăm này cho đến bây giờ luôn các bạn thấy được bây giờ đó là phần trăm thậm chí mà không lên mà còn xuống nữa bây giờ chúng ta đều chỉ còn có là 38-39% mà thôi rất khác so với thời điểm năm 2018-19 có nghĩa là Bây giờ đó thị trường không có tốt Nhiều người cũng đang có cái xu hướng là chán nản với thị trường này Nhưng mà chúng ta lại không thấy là mọi người sợ hãi đẩy tiền ngược về BTC Thì tôi nghĩ là có thể là có một số lý do Tại vì thứ nhất đó, có thể chúng ta đã có những cái đồng stablecoin Những đồng ổn định mà nhiều người có lòng tin nhiều hơn là Tether Tại vì năm 2018-2019 chỉ có Tether mà thôi Và rất là nhiều những cái But lưu mà Tether các bạn cũng đã biết rồi Có thể là đợt này chúng ta có những đồng như là USDC Thì có thể nhiều người tích lũy tiền ở trong đồng USDC Để mà chờ cơ hội dùng tiền đó để mà tiếp tục thu mua thêm crypto Hay là có thể là có một số những cái dự án đã trải qua ít nhất một mùa downtrend rồi giống như là chúng ta nói tới Cardano, chúng ta nói tới uh, XRP hay là Ethereum, những cái đồng mà đã trải qua ít nhất là cái đợt đi xuống năm 2018 rồi thì có thể là cộng đồng đã vững chắc hơn cho nên uh, cộng đồng của một số altcoin cũng đã vững chắc hơn so với cái đề vài năm. Đó cũng có thể là lý do cho nên chúng ta thấy được là cái phần trăm vốn hóa của uh, BTC đó không những tăng mà cứ giữ cái mức là khoảng 30 mấy đến 40 phần trăm Tại vì có rất nhiều người đó Họ nói là cái phần trăm vốn hóa của BTC đó phải lên tới cái mức giống như là năm 2019 hay là 18 gì đó lên tới mức là 60 mấy phần trăm Thì lúc đó chúng ta mới thực sự kết thúc cái mùa downtrend này Nhưng mà theo thuận nên thì không hẳn đâu Tại vì mỗi mùa nó đều có khác chúng ta đã từng nhìn thấy những sự khác biệt Cái mùa này so với năm 2018-19 rồi Đó là cái sự chia sẻ của thuận mà thôi và nói tới Ethereum đó thì các bạn có biết là có một thời gian à, chúng ta được là bây giờ có một số người đó nói là Ethereum có thể là xóa ngôi BTC chúng ta cũng thường nghe nói tới nhưng mà thật sự đó là năm 2017 tháng 6 đó đã có một thời gian ngắn thật sự là nhiều người nghĩ là Ethereum sẽ chiếm vị trí thứ nhất tại vì ngày 17 tháng 6 như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là các bạn thấy là cái phần trăm vốn hóa của Ethereum là 31.2% phần trăm trong khi phần trăm vốn hóa của BTC là 38.6% có nghĩa là Ethereum chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi là có thể là ngang hàng với BTC hồi tháng 6 năm 2017 nhưng mà sau đó các bạn đã thấy được là kết quả là Ethereum nó vốn hóa lại bị bỏ xa so với lại BTC cho đến thời điểm bây giờ bây giờ nhiều người thì hy vọng là Ethereum sau khi mà có proof stake mạng lưới phát triển mạnh thì có thể là có vốn hóa cao hơn BTC thường thì nghĩ là không gì là không thể nhưng mà khả năng này thường thấy là cũng không phải là cao lắm. Chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của Ethereum là 14 tỷ so với lại BTC là tới 24 tỷ, khoảng cách cũng khá là xa. Và cho dù là có nhiều người cảm thấy là hơi chán nản hiện tại nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là thống kê đến từ TipRanks thì chúng ta thấy là cái số lượng BTC mà không có di chuyển ít nhất là hơn 1 năm thì chúng ta đã nhìn thấy được là có tới 62% lần con số này đã khá là cao cho nên mặc dù là nhiều người đã rời khỏi thị trường này nhưng mà những người ở lại đó thì lòng tin rất là cao các bạn thấy được là tới 62% của hodlers uh, lưu trữ BTC hơn một năm mà không có di chuyển Tuy nhiên không phải là người nào cũng có cái uh, lòng tin vững chắc như vậy uh, khi mà chúng ta thấy là thời điểm không tốt đó thì chúng ta sẽ nhìn ra được là người nào thật sự là đi đường dài vào thị trường này hay là người nào uh, là chỉ đến uh, để mà xem vui mà thôi rồi có cái gì mà không ổn chút là họ sẽ bỏ đi ngay lập tức và ngay cái công ty cũng như vậy chúng ta cũng đã từng thấy là rất nhiều công ty đó ào ạt lên tiếng nói là BTC là tương lai Bitcoin là tài sản họ mua để mà lưu trữ vân vân rất nhiều nhưng mà khi mà tin không tốt đó chúng ta sẽ thấy được là những công ty nào thật sự có lòng tin những công ty nào đó họ chỉ tới để mà mua vui mà thôi giống như chúng ta thấy được là công Tesla đã cũng đã bán khá là nhiều BTC rồi họ hầu như chỉ còn lưu trữ có khoảng 25% cái số lượng bitcoin của họ lưu trữ mà thôi tại vì Nói thì dễ, nhưng mà khi mà chúng ta lưu trữ đó, giống như chúng ta thấy được là công ty uh, may 2 đây là công ty đến từ Hồng Kông, thì họ lưu trữ BDC và cả Ethereum, nhưng mà chúng ta đang thấy được là cái số lượng họ lưu trữ đó, họ nói là năm 2021 họ mua 100 triệu crypto, bây giờ họ chỉ còn có 43 triệu mà thôi, đã lỗ hơn phần nửa rồi tuy nhiên đến bây giờ họ vẫn chưa bán tại vì họ vẫn có lòng tin với thị trường này nhưng mà không phải công ty nào cũng vậy chúng ta cũng từng nghe nói tới là công ty core scientific cũng đã bán một phần à, những cái um, nơi mà đạo bdc nhỏ cũng đã bán tại vì uh, họ cần tiền để mà tiếp tục hoạt động nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là những công ty thực sự lòng tin ấy, như là michael thì mặc dù là lưu trữ nhiều nhất nhưng mà họ bây giờ tuy là vẫn bị lỗ nhưng mà không có dấu hiệu là bán BTC hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là những công ty như là công ty Square của Jack Dorsey cũng như vậy họ mua 50 triệu BTC tới bây giờ họ vẫn lưu trữ và không có dấu hiệu bán hiện tại thời điểm này cho nên mình thực sự thấy được ai có lòng tin và ai thực sự là chỉ nói miệng mà thôi mà không có lòng tin và đương nhiên một trong những cái đặc điểm của những cái mùa đi xuống này đó là chúng ta sẽ thấy là những công ty họ sẽ sa thải nhân viên và họ sẽ hạn chế à, sử dụng tiền Giống như chúng ta thấy được là crypto.com đó khi mà tình hình tốt thì các bạn thấy được là họ sử dụng 700 triệu à, để mà mua lại cái quyền được đặt tên cho cái sân vận động ở Los à, đó chính là đổi tên Stable Center thành crypto.com Center. Các bạn thấy được là họ cũng mướn rất nhiều à, những cái à, diễn viên để mà quảng cáo cho họ giống như là Matt Damon à, và thậm chí họ cũng à, mướn những cái người mà chơi à, thể thao nổi tiếng như là Tom Brady, LeBron James đi quảng cáo cho họ. Nhưng mà tính đến tháng 6 cuối năm ngoái đó lúc mà À, họ kiếm được nhiều tiền đó thì họ trả tới 3 triệu đô la để mà quảng cáo trên TV à, Trong vòng một tháng mà thôi Nhưng mà các bạn có biết là tháng 7 mới đây đó Thì uh, họ bỏ bao nhiêu tiền để quảng cáo trên TV không? Chỉ có 36.000 đô mà thôi Thì uh, đương nhiên là Crypto.com cũng là một trong những công ty mà họ đang uh, để dành tiền Họ đang cố gắng để mà tiết kiệm tiền, để mà tiếp tục hoạt động Và thêm một thông tin nữa là chúng ta cũng đã biết là cách đây không lâu đó Thì uh, Crypto.com cũng đã lên tiếng là họ sẽ tài trợ uh, 500 triệu euro cho 5 năm có nghĩa là hơn 500 triệu đô la cho cái câu lạc bộ bóng đá này. À, nhưng mà bây giờ tình hình hình như là không ổn lắm đó với crypto.com à, cho nên bây giờ họ nói là họ sẽ không có à, thực hiện cái phần tài trợ này nữa các bạn thấy được là cũng giống như là những người mà hô hào họ sẽ mua khi mà giá xuống họ sẽ đầu tư lâu dài nhưng mà cho đến khi nào họ thật sự là lưu trữ crypto họ thật sự thấy được là giá cải đi xuống nhưng mà vẫn không chung bước tiếp tục chung mình giá đầu tư dài hạn thì à, chúng ta mới thật sự biết được là ai thật ai giả cũng giống như là những công ty crypto đó khi mà tình hình tốt họ kiếm được tiền thì họ có có thể là làm mưa làm gió có thể là à, mua này mua kia tài trợ này tài kia tài trợ người kia để có thể là lên trên báo nhưng mà tới lúc tình hình không tốt như bây giờ mình thật sự biết được là ai có bản lĩnh kinh doanh giống như là crypto.com à, so với lại binance thì các bạn đã thấy được là bây giờ ai có tài chính tốt hơn nhìn thì tôi nghĩ là binance hay là ftx thì có tài chính tốt hơn là những công ty khác hiện tại bởi đương nhiên rồi chúng ta thấy được là không chỉ là crypto.com là họ đang à, cố gắng để mà không chi tiêu quá nhiều, à, họ cũng đã có hai đợt sa thải nhân viên rồi và cái đợt hồi tháng 6 đó họ đã sa thải 260 nhân viên như là khoảng 5% à, của công ty của họ và theo một đợt thứ nhì nữa là thuận nhớ đó cái bài này là viết hồi tháng 8 nhưng mà không có nói rõ là sa thải bao nhiêu nhân viên nói chung thì à, crypto.com cũng giống như là nhiều dự án hiện tại à, đang cố gắng để uh, tiết kiệm tiền để có thể qua được cái đợt đi xuống giá này và chúng ta cũng thấy được là không phải cũng qua được đâu giống như chúng ta nhìn thấy là có một cái dự án DeFi Thu đi không có rành về dự án này nhưng mà dự án này có tên là Babylon Finance uh, thì đây là một dự án DeFi đó mà họ có một cái đồng có tên là Babo có nghĩa là đồng BABL và dự án này đó là dựa vào một cái uh, ứng dụng DeFi khác có tên là Rary Finance thì họ nói là những cái người sử dụng ứng dụng Babylon Finance có thể là gửi tiền lên trên Rary Finance có nghĩa là gửi đồng Babel này đó dùng đồng Babel để làm thế chấp để mà mượn tiền đó một cái dùng DeFi nhưng mà đáng tiếc là cái số lượng Babel token này đó để lên trên Rary Finance thì đã bị hacker tấn công và đã bị lấy mất đi tổng cộng đó là dựa theo bài viết này là 3,4 triệu Con số không nhiều nhưng mà mới đầu đó thì Rary Finance nói là sẽ bồi thường nhưng bây giờ là không bồi thường nữa Dẫn đến là 35 Finance đã ra quyết định là họ sẽ ngưng cung cấp dịch vụ cho cái ứng dụng DeFi này và đương nhiên là những bạn nào mà sử dụng thì cũng đáng tiếc Tại vì sau đó các bạn thấy được là đồng Babel bồ đã giảm 63% ngày hôm nay Chúng ta thấy được là cách tiên một tuần đó Thì đồng bồ này ở mức là 5 đồng 95 sen nghĩa là gần 6 đô la Bây giờ chỉ còn có 40 sen mà thôi Mất đi một con số kinh khủng trong vòng một tuần và đương nhiên trong cái thời điểm này thì nhiều bạn thì cảm thấy là chán nản và mất đi nhiều cái lòng tin đối với thị trường này nhưng mà đối với bản thân thuận đó và nhiều bạn nhất là như bài nào mà đã cùng kênh này trải qua nhiều năm rồi à, thì đây là lại là những cơ hội rất là tốt nên mà tích lũy như là thông thường chia sẻ với các bạn tiền kiếm được đó không phải là lúc mà giá tăng mà khi mà giá ở cái mức mà các bạn cảm thấy là rẻ và thị trường tăng giá đó có thể cho các bạn kiếm được tiền nhưng mà thị trường giảm giá mới thật sự cho các bạn làm giàu được bản thân thuận đó thì bây giờ vẫn đang uh, tiếp tục tích cực trung bình giá và đương nhiên thuận bây giờ chỉ trung bình giá bịch không mà thôi khi mà thuận chuyển qua trung bình giá những cái all con nên thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got